Hai các bạn, hôm nay bếp nhà chú sẽ làm món xúc xích lắc. Món này thì ăn rất là ngon luôn các bạn. Mà các bạn có nghe qua món này chưa các bạn? Bình thường là thấy mọi người hay làm là bò lúc lắc á, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm xúc xích lắc nha các bạn. Vậy thì bây giờ mình cùng vào bếp để xem cách làm món này như thế nào nha. Nguyên liệu để làm món này thì hôm nay là mình đã chuẩn bị sẵn là mình có xúc xích nha các bạn. Xúc xích này là mình mua ở trong siêu thị nè. Trong siêu thị các bạn thì có rất là nhiều loại xúc xích luôn. Các bạn muốn ăn loại nào thì mình có thể lựa chọn ha. Mình thì mình chọn là xúc xích của CB nè. Và mình có là ớt chuông. Ớt chuông thì mình có là vừa ớt chuông đỏ, xanh, vàng, đủ màu luôn. Và ngoài ra thì mình còn có chuẩn bị một củ hành tây nha các bạn. Củ hành tây mình làm thì giúp cho món ăn của mình nó sẽ thơm hơn. Xúc xích đó các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cắt nha các bạn. Các bạn cắt như mình như thế này nè. Mình đó, các bạn khứa ra như mình như thế này nè. Sau đó mình cắt ra luôn nha. Đó. Khi mà mình cắt như thế này nè các bạn, lát nữa khi mà mình chiên xúc xích đó thì nó sẽ tạo nên một cái hình, một cái hoa rất là đẹp đó các bạn. Và cứ thế thì các bạn cắt hết phần xúc xích còn lại nha. Sau khi mình cắt xong xúc xích rồi thì mình sẽ cắt luôn cái phần ớt chuông ha. Ớt chuông thì các bạn có thể là mình sẽ cắt theo hình vuông các bạn. Như vậy thì khi mà mình xào nó vẫn giữ được cái độ giòn. Lưu ý là khi mà cắt ớt chuông các bạn đừng cắt nhỏ quá nha. Cắt nhỏ thì nó sẽ ăn nó không có được giòn đâu. Tùy theo các bạn muốn ăn nhiều ớt chuông hay ít thì các bạn có thể là mình sẽ làm nhiều hơn. Xem video nếu các bạn yêu thích thì các bạn cho mình một like nha. Và nếu các bạn thấy video này hay, các bạn đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Sau khi mình sơ chế các nguyên liệu xong rồi thì tiếp theo thì mình sẽ làm cái nước sốt nha các bạn, để lát nữa mình làm xúc xích lắc đó các bạn. Các bạn cho khoảng là 30ml nước vào nha. Sau đó thì mình sẽ cho một ít nước tương nè, khoảng một muỗng thôi các bạn. Và mình sẽ cho khoảng một muỗng tương ớt. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho là hạt nêm và đường vào nha các bạn. Tùy theo cái khẩu vị nhà mình thì các bạn có thể là gia giảm cái lượng gia vị cho nó phù hợp ha. Và nếu các bạn nào muốn ăn cho nó cay và nó thơm hơn thì mình sẽ cho một ít hạt tiêu vào nha. Sau khi mình làm xong cái nước sốt của các bạn thì mình sẽ chiên qua xúc xích nha. Mình chiên sơ trước để khi mà mình sốt thì nó sẽ ngon hơn. Dầu nóng lên rồi thì mình sẽ cho xúc xích vào nè các bạn. Đó ha, mình để lửa ở mức trung bình 4-5 thôi nha các bạn. Các bạn chiên xúc xích đó, khi mà mình thấy xúc xích nó săn lại rồi là mình tắt bếp được nha các bạn. Cũng đừng có chiên mà quá lâu thì nó sẽ rất là dễ bị cứng và khô xúc xích đó các bạn. Đó, các bạn thấy nó săn rồi thì mình sẽ trở bề nha các bạn. Và mình chiên tiếp một cái bên còn lại. Đó, các bạn nhìn thấy là xúc xích mình chiên là vàng rồi nè các bạn. Các bạn thấy là chiên vàng cỡ này là được rồi nè. Sau đó thì mình sẽ cho ớt chuông và hành tây vào để mình xào nha các bạn. Ớt chuông các bạn nó rất là dễ chín nha. Mình chỉ xào khoảng 2 phút thôi. Sau đó thì mình sẽ cho cái nước sốt mà mình chuẩn bị sẵn vào để cho nó thấm nè. Nhìn hấp dẫn quá các bạn. Mình mới làm tới nước sốt thôi mà mình thấy rất là thơm luôn. Và nhìn nó là xúc xích lắc này rất là ngon này các bạn. Các bạn mình sẽ xào khoảng là 2 phút thôi nha các bạn. Để cho cái nước gia vị này nó thấm vào ớt chuông với lại xúc xích lắc nè. Các bạn đừng có xào mà lâu quá, vì nếu mà mình xào lâu quá thì nó sẽ rất là dễ bị mềm cái ớt chuông, ăn nó sẽ không có được giòn và nó sẽ bị khô các bạn.
Đó, cái này là mình xào như vậy là mình thấy được rồi nè các bạn. À, thấy gia vị cũng thấm rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mình mời các bạn ăn thử với mình nha. À, để xem món này làm có ngon không nha các bạn. Đây, để mình gắp thử một miếng nha các bạn. Các bạn nhìn thấy xúc xích nè ha. À, cái nước sốt lên là nhìn rất là ngon luôn các bạn. Có mùi thơm lắm, để mình ăn thử nha. Ngon lắm các bạn. Ớt chuông là giòn, gia vị rất thấm luôn. Như vậy là mình cũng vừa làm xong món xúc xích lắc này các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào và tạm biệt các bạn.